Thưa quý vị và các bạn, đường Hồ Thị Nhâm nối liền từ ấp Sa Bình đến ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức vừa mới được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp, thay thế tuyến đường đanh cũ kỹ xuống cấp lâu năm. Người dân ở địa phương rất phấn khởi vì tuyến đường mới được đưa vào sử dụng ngay trong dịp Tết Nguyên Đán, tạo thuận lợi trong việc đi lại và giao thương hàng hóa của bà con trong vùng. Đến ấp Sa Bình, xã Long Đức, hình ảnh con đường đanh cũ kỹ xuống cấp lâu năm giờ đã được thay thế bằng con đường mới, được đầu tư xây dựng hơn 8 tỷ đồng với hình thức láng nhựa toàn bộ mặt đường. Tuyến đường mới được đặt tên đường Hồ Thị Nhâm, chiều dài toàn tuyến đường trên 3 km. Đây là đường trục chính nội đồng, nối liền các ấp Sa Bình, Vĩnh Yên, Vĩnh Hưng. Theo người dân, mấy chục năm nay, nơi đây chỉ có duy nhất một con đường đan nhỏ cũ kỹ và bị xuống cấp trầm trọng. Đoạn còn lại là đất sình lầy. Nhưng không ai ngờ, giờ đây đường nhựa được đầu tư xây dựng khang trang như thế này. Nối ấp, xóm liền xóm. Vậy là niềm mong mỏi bấy lâu của bà con nay đã thành hiện thực. Cái Tết năm nay đối với bà con lại càng thêm ý nghĩa và phấn khởi hơn khi giao thông thuận lợi, đường xá sạch đẹp, bộ mặt nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Đi lên đi xuống rất là khó khăn. Có khi này mấy ông làm lại mới này thấy cũng rất là vui, thấy cũng dân ở đây thấy cũng rất là mừng. Đường bùn sình đò rồi xe cộ nó đi cũng khó khăn. Giờ thì được như vậy, dân ở đây người ta cũng rất là mừng, người ta cũng rất là vui. Đây là ấp Sa Bình, đi từ đây tới đi tới Vĩnh Hội, rồi đi tới cái gì khu nông nghiệp, rồi Vĩnh Yên, đi đủ đường đi hết trơn à. Từ ngày có đường nhựa rộng rãi, việc đi lại của người dân khu vực ấp Sa Bình và các ấp lân cận như Vĩnh Hưng, Vĩnh Yên được kết nối giao thông thuận tiện. Còn đối với bà con nông dân, điều phấn khởi nhất là các mặt hàng nông sản giờ đã có điều kiện tiêu thụ tốt hơn trước đây. Bà con không còn canh cánh nỗi lo bị thương buôn ép giá. Đường mới mở, rộng rãi, thông thoáng. Hiện nay, xe tải lớn nhỏ các loại đều có thể vào đến tận ruộng để thu mua nông sản với giá cao cho bà con. Thời điểm này, nhiều khu vực trồng hoa ở ấp Sa Bình, Vĩnh Yên, việc mua bán, vận chuyển hoa kiểng ngày Tết cũng dễ dàng hơn đối với các nhà vườn. Thì hồi trước đây, đó, thì khoảng cái chừng 5 tháng về trước thì đây là còn cái đường đan. Nhưng mà cái khúc đó là cái khúc lộ đất, cái trời mưa đó. Thì coi như những đứa học sinh hoặc là công nhân đi về cũng người bị té lắm. Thứ nhất cho cái cua quẹo ở phía này. Thì khoảng 4-5 tháng trở về đây thì có cái chương trình mấy ông nhà nước là mở lộ nông thôn mới. Thì như vậy bờ lộ này thì người dân ở cái làng Long Đức này rất mừng. Chủ yếu là vận chuyển cái vấn đề lúa thóc với hơn nữa là qua kiển. Mà cái đường này nó gắn liền với cái lộ của làng nghề của Long Đức á. Thành thử cái nhu cầu của người dân thì cũng rất phấn khởi, cũng mừng. Thì có đoạn đường này thì coi như người dân ở đây cũng khỏe dữ lắm. Coi như lùm bụi hai bên nó không có thông thoáng như thế này đâu. Rồi cái đường đất rồi gặp trời mưa trơn trượt đi cũng khó. Rồi còn bây giờ thì cứ thoải mái đường thông thoáng này thì coi như thấy như vậy cũng an tâm, cũng phấn khởi dữ lắm. Trước thì cái đường này đường đan trơn trượt lắm. Bây giờ nhà nước cũng làm cái đoạn mới này cho trồng bông hoa cho nó vận chuyển cho nó dễ dàng. Chỉ cái đường đan nhỏ xíu đúng rồi. Bây giờ nhà nước tổ chức được bằng được cái đường lộ lên, dân nó phấn khởi. Đây nó liên qua tới Vĩnh Yên rồi chạy lên tới Vĩnh Hội luôn. Qua thì đường Sa Bình này giờ nó chia hẻm hốc hẻm rồi tùm lum, mở cái đường cái bà con nông dân đây đi cũng dễ dàng. Trước xe cộ vô khó khăn vậy, đường nhựa và xe cộ vô dễ dàng, cũng cảm ơn nhà nước. Con đường mới như nối dài thêm niềm vui cho người dân trên địa bàn ba ấp Sa Bình, Vĩnh Yên, Vĩnh Hưng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân. Mạng lưới giao thông hoàn thiện, đây chính là nguồn lực to lớn, góp phần mở ra cơ hội và tạo động lực để khích lệ địa phương đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.